Xin kính chào quý vị, kính chào bà con nông dân. Mời quý vị và bà con nông dân theo dõi bản tin thời tiết nông vụ của Đài truyền hình Vĩnh Long hôm nay thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2015. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, không khí lạnh ngày hôm nay bắt đầu suy yếu, nhưng áp thấp nóng vẫn chưa có điều kiện phát triển. Vì vậy mà nền nhiệt ngày của Nam Bộ ít thay đổi, còn miền Đông vẫn nóng hơn miền Tây khoảng 1 độ, và biến độ dao động của cả hai miền trong khoảng từ 34 cho đến 36 độ tuy nhiên vào ban đêm thì nhiệt độ ở các nơi có xu hướng tăng nhẹ làm cho miền tây càng oi bức và nóng hơn với mức nhiệt thấp nhất toàn dùng dao động trong khoảng từ 27 cho đến 28 độ theo trung tâm bảo vệ thực vật phía nam với điều kiện thời tiết nắng nóng và khô hạn như hiện nay rất thích hợp cho rệp sáp gây hại trên cây thanh long rệp sáp gây hại trong suốt giai đoạn phát triển của trái từ khi còn nhỏ cho đến lúc chín chúng chích hút trực tiếp lên vỏ trái và tai trái rồi chồi non và giống thanh long ruột đỏ thì thường bị hại nặng hơn giống thanh long ruột trắng. Đối với rệp sáp hại bộ phận dưới mặt đất như là rễ thân thì chúng được bao bọc bởi một lớp sáp dày xung quanh nên việc phòng trị bằng thuốc hóa học ít hiệu quả. Để phòng trị rệp sáp hại thanh long, Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam khuyến cáo bà con nông dân áp dụng các biện pháp sau. Đối với rệp sáp hại bộ phận thanh long trên mặt đất thì bà con nông dân cần vệ sinh giường luôn thông thoáng để làm mất nơi trú ẩn của kiến, vì rệp sáp sống cộng sinh với kiến tỉa bỏ và tiêu hủy những bộ phận của cây nhiễm rệp sáp để tránh lây lan dùng dòi phun nước phun trực tiếp vào chỗ rệp đeo bám khi phun thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ rệp sáp thì bà con nông dân nên chú ý thời gian cách ly thuốc để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng đối với rệp sáp hại bộ phận thanh long dưới mặt đất bà con nông dân có thể dùng cào răng để cào nhẹ phủ lớp mặt mô của trụ thanh long để khi tưới thuốc hay là rải thuốc thì thuốc dễ dàng tiếp xúc được rệp sáp và đặc biệt là trong mùa khô ẩm độ của không khí thấp sẽ ảnh hưởng lớn đến sự ra hoa đậu trái của cây nên cần phải tưới đủ nước cho vườn thanh long. Đây cũng là cách diệt rệp sáp khá hiệu quả, tuy nhiên thì bà con chỉ nên tưới nước cho vườn vào buổi sáng, tránh tưới vào buổi chiều sẽ làm vườn thanh long dễ bị bệnh. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, bản tin thời tiết nông vụ hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và bà con nông dân trong bản tin tiếp theo.